Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay diễn ra hôm qua 21 tháng 7 2022 giữa số 3 thế giới Mạnh Thần và Thần Đồng Qua Thần Hạo. Trận đầu tiên này thì Qua Thần Hạo cầm đỏ đi tiên, còn số 3 thế giới cầm đen đấu hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức. Chuyên
Trên đây thì hai bên đồng ý và mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Hoa Thành Ngạo cầm đen thủ hậu, còn Triệu Kim Thành thì cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức. Trên đây thì hai bên tiếp tục bắt tay nhau hòa và video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.